nhà buổi sáng. Hôm nay gia đình mình đi ra Costco mua một cái tivi. Mời cả nhà cùng đi với mình và mình có xem thử mình mua cái tivi nào nha. Cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Không có thấy rõ. Rồi, cả nhà cùng đi với mình nha. Một buổi sáng ngày thứ hai. Chưa xích bèo nó kêu. Sáng thứ hai, sáng ngày đầu tuần. Hoa anh đào cũng đã nở một ít rồi đó cả nhà. Cái vàng anh đào trước cái chỗ này chưa nở. Chưa. Để khi nào nở mình sẽ quay cho cả nhà xem anh đào ở trong cái phần trước. Chỉ có một vài số cái cây anh đào nhỏ xíu ở nhà mình cũng đã nở hoa rồi. Đó, cái dãy này nè, dãy này chưa nở cả. Costco thì mình đi khoảng 10 phút anh hả? Cũng gần lắm các bạn, đi 10 phút là tới nha. Sáng thứ hai mọi người đi làm, cho nên đường giờ này là 10 giờ 22 phút vắng. Costco rồi, giờ mình đi vào Costco. Rồi mời cả nhà đi vào Costco cùng với mình nha. Hôm nay Costco nó cũng vắng lắm cả nhà. Giờ mình mua cái sơ mi này nè cả nhà. Đây, để không quá đỡ. Không anh quay. Giá của nó nè. Rất rẻ. 65 inch. Cái này là hiệu gì thôi, anh hiệu này mình không thích. Không. Mà limit mà mua, limit cho mua được 3 cái thôi, không lấy hơn. Cái này là hiệu gì đấy? Này là LG. Cái xem hiệu LG nha các bạn. Giá là 469. À, giá này giá là sale. Còn cái này, cái này Vision. Vision. Vision gì đó. Cái này hình như nó make by Sony. Giá 399. Còn cái này. Cái này hiệu gì? Ờ, Samsung. Cái này là Samsung. Nhưng mà giá 999. Nhưng mà mình không có thích Samsung cả nhà ơi, nhà mình mấy cái tivi Samsung á. Mình thấy nó không có good. So maybe we can leave off from somewhere, we'll stop by, get something, come back and play, I guess. Yeah, you can leave it over by, you'll see some produce boxes on a flat, you can just leave them over by there. Got it. Thank you. To quá không ta? Không, thì tí được. Để đỡ đâu đó thì mình trả tiền. Đêm nay này đỡ, nó cứ để ngoài này nè. À, đi shop. Mình thích Sony, Samsung rồi sợ rồi, nhà mấy cái Samsung nó giật. Nhờ Samsung mà rẻ mấy cũng không mua, sợ rồi. Anh để đâu đi? Để đó đi, thì giờ mình đi xuống. Cái này giống TV nè. Giống căn TV nè. Đi. Ở đây nó có cái GoPro nó sale nè các bạn. Ai mà quay phim á, cái GoPro nè. GoPro đang sale nè. GoPro. Đó. Vàng nó đẹp quá cả nhà ơi. Mình thích bộ vàng này quá hả? 2099. Thôi bộ vàng này. Bộ vàng đẹp quá hả? Cái có 10 đồng cái này. Wow, con mấy này đẹp ghê.
cũng mấy mình sẽ 10 đồng, 15 đồng, theo 5 đồng. Ô cung này được ghé thế này. Đàn ông nè. Ôi trời to quá. Nó mà anh, sao anh lấy size small? Có 10 đồng bạc à, có 11 đồng cái quần à. Lấy sao rẻ ghê không? Mấy cái màu này đẹp nè. Bộ vàng này đẹp quá nè. Vàng nè, đẹp quá hả? Ở đường may mà cũng thích rồi. Ồ, cái này tròn đều nè. Ừ, nhưng bằng máy không à? Máy nó không bền. Không bền, để lâu nó ăn ngày cái. Rồi rồi rồi. Rồi cái này là 2.000 mấy. 2.250 đồng. Dù này cũng đẹp đây, mình cần cái dù này nè. Dù này đẹp quá ba, có cái đèn nè. Mình đang bỏ được bộ vàng qua, cái dù này bao nhiêu? Cái dù này giá bên kia hả? Cái này là cái bộ vàng, vàng mấy? 7 pieces nè, vàng 3. Ồ, cái dù đã giá này ba. Dù này là 619 đồng. Scenery 10 foot shore là LED Canary Umbrella, đúng rồi. 620 đồng. Dù nó đẹp đó, em thích cái dù đó đó. Là cái này. Dù nó đẹp á. To quá. Coi nè. Này chân là về để là coi để như nó là quá, là nó... trong á. Nhà mình nó mà sợ gì để trong cái góc đó nữa. Cái dù này nó nhỏ quá. Nó có cái này để ngồi có 399 nè, coi cái này. Nhà mình có rồi. Đúng rồi, mình quay cho các bạn xem nè. Cái này là để ngoài vườn á các bạn. Là 399 đồng nè. Đây nè. Quay cái hình nó cái thùng. Rồi, ở cái thùng này đó hả? Ừ, đúng rồi. Xài bằng gì, bằng ga, bằng gì ta? Xài bằng... Chắc bằng ga rồi. Ga. Đang ga thêm. Nãy giờ nhiều thứ ghê hả? Ờ. Ở đây ta. Dài nó bán phun mà nè. Phun mà, phun mà cũng ok. Nhẹ lắm, phải không? Phu mà nó nhẹ, mình cũng có rẻ ghê hả? Có 32 đồng đôi à? 32 đồng đôi phu mà. Rẻ ghê. Không ok thôi. Cái này nè các bạn. Cái đèn này mắc up nè. 30 đồng. 30 đồng cái đèn mắc up nè các bạn. 29.99. Nè, đây là buồn ở cuốn nè. 40 đồng của Replon. Của hiệu này là các bạn, Replon á. Còn cái máy này là máy shop này cũng good lắm á. 179.99 nè. Nắp lô nhẹ nhàng. Quay cái này. Cũng good lắm. Giá này nè, quay. Cũng good lắm. Cái hiệu này shop này good lắm á. 400 mấy cái này nè. 479.99. Cái này được ghê hả? Cái giá này để chờ sale mua các bạn. Bữa nay không thấy nó sale. Mua. Với hồi năm coi. Cái màu hồng đâu? Ở cái màu hồng chưa sale. Mình thích sale. Cái này. Mình thích cái Philip này các bạn. Đúng. Mình thích cái này mà chờ sale mua nè. Đây nè, cái này nó có ly với nó có cái bộ này. Mình thích cái... Bé mình thích màu hồng. Mình thì thích màu trắng các bạn. Mình thân bé mình nó thích màu hồng nè. Mẹ cũng thích màu hồng luôn. Đó, còn ba thì cho xài màu trắng, còn dư một cái thì chị Ti xài, nhà bốn người xài được cái này. Nhưng mà cái máy này nó phải xài chung không ta? Nhưng mà chờ sale các bạn ơi, 300 đồng mắc quá. 299 chờ sale. Còn cái này nó sale rồi các bạn nè. Trời ơi, 149 đồng. Nó sale 50 còn có 99 nè. Quay con máy. ORB này cũng cứt lắm đó. No, nhưng mà con nó không có thích màu, nó thích màu pink. Mình thấy màu pink mà không có màu pink. Đó, để mình chờ cái màu nó sale. Màu trắng nó cũng tạm được đi. Đó, nhưng mà đen mình không thích. Nhưng mà đánh lại mà nào đen. Quá. Nhìn nó nặng nề, buổi sáng ngủ dậy mà cầm cái màu đen thấy nó nặng nề lắm các bạn. Cho nên mình không có. Vậy là khi nào nó off sale nó sẽ qua đúng bên rồi, đó. Nó sẽ qua cái hình đó. Ồ tháng 4 lận mới hết lận. Tháng 4 nó mới hết sale lận. Mình có mua cái máy này. Cái robot này nè, mình có mua về xài được á, mấy ngày á. Nó cuốn cái gì nó hư, cái cuối cùng mình phải đem mình trả, anh hả? Ừ. Sao mình thấy mọi người xài được, mình cũng mua một cái mình xài.
mình mua đúng cái lúc mình đang sale. Nó bị mắc cái gì đó. Nó bị cái gì á. Thôi mình thấy không có bền thôi mình đem mình trả đó. Các bạn xài có được không? Các bạn cho mình một cái comment cái máy này xài làm sao. Mà cái sót này cũng hay nha. Nó liền rác vô nè thấy không? À. Đưa đây cái nó bỏ rác cho này. Hình nó cũng vậy luôn mà. Nó cũng bỏ vô mà nó trát chờ. Ở đây nè. Có nè. Mà sao xài không biết. Các bạn cho mình coi thử cái máy nó xài làm sao các bạn. Mình cũng thích có một cái vậy lắm mà mua một lần cứ sợ quá. Cái này. Coi cái giá nè, 699. Này 699 nhưng mà cái này rẻ nè. Cái này có 399 nè, Ultra Smart. Nó Ultra thôi, còn thằng kia là cái gì? Nó không có bền bằng cái máy kia. Đây. Ở đây ba. Em nói xe đóng nghe. Đi mà giờ đeo cái đó. Nồi cơm này được không? Cái nồi cơm Tiger, Tiger này nhìn dễ thương quá. Nhỏ 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 này dễ thương này. Rẻ chứ. 99 ừ, rẻ chứ. Cái hình ba quay cái này. Cái này. Cái nồi cơm này cũng dễ thương. Đó nè. Ok. Bỏ trong cái pantry nè các bạn. Mình bỏ hành hay mình bỏ khoai tây rồi đó. 25 đồng cái này dễ thương. Ô nó có bán cái này nè. Cái này là bỏ vô bỏ mấy cái đâu vậy? Không có. Cái này là bỏ mấy cái Ziploc với mấy cái bọc sandwich đó các bạn. Nó có đủ size không? Thấy nó cũng... có một size. Ồ có nhiều size này. Nó ba cái nhỏ một cái lớn vậy thôi. Ở cái này mình bỏ vô trong cái tủ của mình á, trong cái cabinet á. Ừ. Giá có 18.99 rẻ ghê. 19 đồng cũng rẻ mà. Mua mà về mà bán là cũng mắc rồi. Rẻ đó chứ. Rẻ đó. Quá rẻ. Cái này này, cái này là cái đồ để là đựng đũa muỗng nè. Đúng không? Này muỗng được đựng để muỗng lên dao thôi chứ không để đũa được. Nè, nó làm cho một bộ như vậy đây bán có 30 đồng rẻ quá. 30 đồng bộ này quá rẻ đó các bạn. Chụp kéo này xài chúng ta cho hết. 5 cái kéo. Đây cái bộ dao đây nè, 150 mấy đồng ba. Sao ba mua rồi mà kêu 100 mấy? Thì 100 mấy đúng rồi. À, bộ dao mình mua được cả nhà. Đây, bữa nay nó có màu trắng lại rồi nè. Cái bữa nó không có mình phải order đó. Muỗng nè. Tốt lắm, dao này tốt. Cái này của Đức hả? Ờ, của Đức, kia màu đen là hiệu khác nữa. Cái này 20 đồng, cái này về xài này, nhẹ nhàng nè. Cái này nè, 20 đồng này, 3 cái các bạn. Nó không biết đi đâu mấy cái kia rồi. Chắc nó bỏ một cái này nhẹ nhàng kìa. Có 20 đồng stainless steel nha. Miss bowl, missing bowl. Mình làm bánh làm đồ mình đánh đó các bạn. Quá rẻ nè các bạn. Có 19 đồng, 99 là 20 đồng nè. Trời ơi. Những người nào mà thích làm vườn là đây. Đây mùa này là có quá trời. Có cái bông li li coi xuống. Bông li li nằm ở trên đó kìa. Đó, đủ bông, đủ sắc màu của mùa spring. Nhưng mà mình cái hộ cái tủ không mà nó cũng thơm dễ. Thơm ghê ha. Ồ cái cây hoa này là lai lắc này nè, hoa này rất là đẹp, nó bán rẻ đi chứ. Hoa này trồng đẹp lắm ba, mà nó ra mùa spring thôi. Là hoa hồng này là bự dữ sợ không? Xả mà nó rất hoa hồng. Cái này 19 đồng, 20 đồng nè. Bông thiệt nha các bạn, 20 đồng nè. Vừa rồi nó bán cái tulip kia, bữa nay nó bán cái tulip này. Chậu này nè, hai lá trời nè, bông đẹp quá các bạn, cái màu này dễ thương không? Ủa hai lá trời sao bỏ một chậu này ta? Đúng rồi, bỏ 20 đồng một cái một chậu đó các bạn. Ừ. Bán coi chưa? Cái đó hình như nó mọc lại phải không? Dạ, hai lá trời mọc lại nhà mình trong đó, đẹp quá hả? 20 đồng một chậu quá đẹp. Đây, nhà mình thích con cái đèn này đó.
Hãy nên đăng. À, 48 đồng này. Sale, chờ sale mua. Cái này là cũng đạt. Cái này là 37 đồng nè. Quay cái hùng đó ra, quay giá. Cái này là để bỏ mũi hay gì đây? No, cái này là sale là light. Light thôi. Light thôi, đèn thôi. Cái đèn này để trong cái ải đẹp này. Cái đèn này để trong cái dù á. Đẹp này, nó đủ màu, đủ cỡ, rất là đẹp. Bán có 30 đồng à, 29 đồng 97. Nếu mà ba mua cái đèn cái dù kia, ba phải bỏ cái đèn này đẹp nè. Nên nó sao mà thổi chơi non trên đó bằng đèn thổi. À, đó hay thấy vậy. Không? Hay không? Còn cái này là cái mà để đi bơi nè các bạn. Mấy bé bây giờ bán đi bơi mình ôm vậy nè. Mình ôm vậy nè, mình bơi. 20 đồng. Ồ, nó cái vừa speaker, nó vừa speaker vừa đèn. À, vậy đó hả? Ừ. Cái này nó cái ghế xếp rồi các bạn. Cái ghế mà mình xếp lại, mình ra mình ngồi nó có nước quay kìa. Ý, cái dù tên không được này nè. Cái này nó đi biển, cái này nó cắm ở ngoài biển á. À hả? Có 159 đồng là rẻ ghê. 159 đồng đi biển á, mình xài cái đi cắm trại rồi đó. Ồ, xe đạp. Bỏng này giống cái bỏng Việt Nam mình nghe các bạn ơi. Đúng rồi. Đây cái bỏng này bán bỏng có cái cây đó. Cái bỏng này lên bán bên kia, cái giá bên kia. Đó, cái bỏng này để đâu người ta? Giá để đâu? Nhà nào thích là tính đồ của bỏng, bỏng trẻ, bỏng là gỏng. Ồ, cái này gắm bây giờ trời. Giá bên kia đó anh. Không biết bên kia không thấy luôn, tự đâu có thấy bắt cái bắt cái giọng bật trong nó nằm bên kia. Nè, trời ơi, có 20 đồng á. Mà các bạn có này một cái bỏng bự vậy mà nó cuốn lại nó coi chừng này nè. Travel thêm. Trời ơi rồi. Hay hả? 20 đồng quá rẻ. À... cái này nhà Việt Nam mua về cho Việt Nam. Mày có gốc cây đó. Nhà mình nó có gốc cây nào mà treo đúng không? Nhà mình hình như là hầu như là nhà nào vườn lớn mà cả cây ấy. Nó e bác nè. Nè nè, cái này cái cắm trại nè, 99 đồng nè. Đó, các bạn mà tín đồ hay đi cắm trại, ở đây đang có bán, có cô có bán nè. Cái lò này. U cho nặng quá. Đó, 899 đồng là cũng 900 rồi đó. Mắc chưa? Mắc hả? Cái này mắc. Nhưng mà nó bền nhìn nó chất lượng quá. Chắc chắn. Nhìn nó ngon. Giá cũng đang xeo nè, sôi nè. Để đang bán bịch rẻ. Trời ơi, bánh xay ra nước su 10 đồng nè. Các bạn, bánh này mà đó 10 đồng cái bánh xay ra nước su. Kẹo này nè, cái bịch kẹo này nè các bạn, 10 đồng, trời ơi. Kẹo này rất là ngon nè. Kẹo này ngon lắm đó ba. Kẹo của cái hãng này ngon. Ếch nè. Ba bữa nó sẽ xeo. Cái trong này nó có hột đậu nè. Em thích cái kẹo này. Ngon lắm. Kẹo này 14 đồng. Để qua cái xeo nó sẽ xeo. Bữa nay nó ít xeo quá hả?
Mister bán ác rồi nè. Cái này là con nít thích đó, là con nhỏ, con bé của mình nó thích cái này lắm các bạn. Cái này mà gặp có con nít đó, 12.89. Easter hả? Nó làm cho Easter. Đây này, Easter của yeah. Easter nó sẽ nó bán chân nít. Dạ, nó nhìn thấy nó ngọt quá hả? Nhìn thấy nó như ice cream vậy đó. Cảm giác như thấy nó ngọt vậy đó. U nó đang sale 3 đồng. Cảm giác như thấy ngọt. Không biết. Phân đang sale nè. Phân mình cần đó. Cần đó nhưng mà giờ chở mệt quá, chở tivi rồi. Protein này uống này. Để gì ta? Uống protein sữa nè anh. Anh không thích chocolate. Có organ này tốt lắm. Sell 6 đồng 27. Sell 6, 28, sell 6 còn 22. Cái này là có cái protein này organ. Cái này nè, vegetable. Cái này là food trong food phải vegetable food. Food đó. Cái này ai, mình mua về mình xay với smoothie ai, gì đâu đó các bạn, bỏ ai vô. Mà, ai mà ít ăn trái cây đó nên cái này xay vô uống thôi. Cái ồ, nó sale 8 đồng luôn á nha. Cái này bữa nay sandwich burger, cái này nè. Phải không? Sandwich burger chicken meal. Đây, cái này này, nó sale 3 đồng nè. Nó còn có 8 đồng 79 à. Cái này đang sale. Review ăn review, review ăn cho biết đó, chưa? Đây mình lấy một cái đây mình đang xem. Trưa nay con nó về cho nó ăn. Review luôn. Lấy vị trứng. Được rồi hả? Organic. Một vị được rồi hả? Vị này là mấy? 7 đồng mấy hả? Sao? Này, sản cho cả nhà. Popcorn đó hả? Popcorn này ăn cũng ngon lắm, cả nhà mình ăn rồi. Sale 2 đồng rưỡi. Còn lại trứng mình chín chín nè. Cái đó ăn được lắm, mình ăn rồi. Bánh mì đây nè. Bánh mì này, bánh mì của cái hiệu này là của Pháp mà cái này không biết make ở đâu ta. Qua được make ở đâu? Fan Baker. French. Ồ, cái này French. Bánh mì nó của Pháp đó cả nhà. Mà không có sale. À, cái này 8.69 không sale. Palm cooking spray này nè. Đang sale đó. Đó nó đang sale đây cả nhà, 8.49 nè. Còn là giảm 2.20 cent. Còn là 6 đồng. Cái này là mình nấu ví dụ mình làm ốp la. Mình spray lên cái chảo của mình á rồi mình nấu nè. Cái này là good lắm á. Nó đang sale có 6 lấy nấm này nè cả nhà. Mà kia bữa nay không có sale, cái nấm này ngon lắm cả nhà. Đó, mà bữa nay không có thấy sale. Nấm ăn. Này là nấm đông cô. Ăn không bị mùi nấm. Ngon. Ngon, ăn đi kiểu ăn snack. Đây, jasmine rice nè. À, nghe là ai cũng nói là cái này ngon lắm. Cái gạo này ngon lắm các bạn ơi. Ừ. Các bạn mà rẻ dễ sợ, anh quay cái giá. Có 17 đồng 99 là 18 đồng một bịch à. Đó bà. Mà ngon lắm các bạn. Ồ, cái đó. Thái Lan nha. Ừ. Thấy không? Cái này này nè, cái hiện này ngon lắm, em biết. Thì đó, nó cũng gần như gạo ba cô gái đó, gần như. Đó, nó dẻo mà nó ngon. Ô, lắm các bạn. Đây là của Ấn Độ nè. Ô này cũng ăn vôi. Còn, rồi các bạn nha, mình sẽ hẹn gặp bạn ở nhà mình ăn cái đó thử có ngon không các bạn nha. Chào các bạn. Các bạn ơi, khi mà mình đi Costco mình có cái này nó sale, mình nói mua về để review cho các bạn á. Thì bây giờ mình cái này nó chỉ dẫn á, thì mình lấy ra mình bỏ vào microwave một nếu mà một cái á, thì một phút, mà nếu hai cái á, thì mình làm 1.5 phút hoặc 2 phút. Vậy bây giờ mình đã bỏ microwave rồi các bạn, mình ăn thử cho các bạn xem thử ngon không nha. Ớt nữa này, mình thích ăn tương ớt, nếu các bạn không thích ăn tương ớt thì thôi nha. Đó, mình thích ăn tương ớt.
còn nóng nè. Cái này kiểu ăn giống như củ mễ á các bạn, Mexico á. Ăn được lắm các bạn. Mấy bé chắc thích. Đi học buổi sáng con nít đi học á, mình hâm một cái dạy cho mấy bé ăn. Mấy bé đi học bỏ miếng tương ớt này ăn ngon ghê á, ăn cũng được lắm. Đồ fast food mà các bạn, đồ làm cũng được lắm các bạn. Ok, ăn cũng được. Đồ ăn mà fast food ăn nhanh thì phải vậy thôi các bạn, nó không có xuất sắc lắm nhưng mà ăn cũng được. Vậy là mình xin chào tạm biệt các cô chú và các bạn và hẹn gặp ở video kế tiếp. Mong rằng các cô chú và các bạn thương yêu kênh của Mai Châu Family USA thì xin cho Mai chia sẻ cho dùm cho Mai Châu và cho Mai Châu một like and subscribe nha các bạn, các cô chú, và bye bye.